mà nó là một cái chuỗi hành động để mình explore những cái limits, những cái strength, những cái weaknesses, hay là cái capacity của mình, liệu là mình thật sự có worth it hay không, hay là mình chỉ là last option mà thôi. In the end thì không ai ready cho một position nào trong mindset cả. Xin chào các bạn đã đến với podcast series của Isaac in Việt Nam, Leadership Stories. Mình là Hương Quỳnh, một thành viên của Isaac in Việt Nam và là host số podcast đầu tiên này. Khi nhắc đến lãnh đạo thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến những cụm từ như truyền cảm hứng, fancy hay là ngầu. Nhưng thực chất bên trong có phải là những trải nghiệm đầy màu hồng như vậy không? Chúng ta hãy cùng chia sẻ điều này với nhau trong podcast Dare to Lead ngày hôm nay nhé. Mình xin được giới thiệu khách mời của podcast hôm nay, anh Trần Mạnh Cường. Anh là chủ tịch của Isaac chi nhánh Phú Tu Hà Nội, term 19-20. Chào em, xin chào mọi người, mình là Cường. Rất là vui khi có cơ hội comeback và chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Vậy thì để bắt đầu cho buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ có một câu hỏi check-in nho nhỏ nhé. Vậy thì nếu như chỉ được dùng một từ để nói về trải nghiệm lãnh đạo của anh ở Isaac thì từ đó là gì và tại sao ạ? Chắc là anh sẽ dùng từ progress. Nó có thể hiểu theo hai nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên thì nó sẽ bản thân cái trải nghiệm này nó cũng khá là dang dở ấy. Khi nhìn lại thì bao giờ cũng thấy là có những cái thứ mà mình còn đã có thể làm tốt hơn, đúng kiểu work in progress ở đó. Nhưng mà thật ra thì anh nghĩ đó lại là cái beauty của cái role này. Đó là, trước thì anh có hay nói với member là in the end thì không ai ready cho một position nào trong mindset cả, đúng không? Mà qua những cái training, qua những cái task, qua những cái con người mình đi cùng thì mình mới phát triển lên và mình deliver được cái excellent cho LC thì cho organization của mình. Cái nghĩa thứ hai về cái nghĩa động từ thì thật ra toàn bộ cái quá trình, cái trải nghiệm này thì đúng là nó là một cái chuỗi hành động để mình explore những cái limits, những cái strength, những cái weaknesses, hay là cái capacity của mình, hay cái kind of kiểu progress toward a better self. Thì thật ra đến bây giờ thì nó vẫn là một cái quá trình học với anh, bởi vì kể cả những khi mà mình gặp những cái sự việc mới, mình lại tham chiếu lại những cái sự việc cũ đó và mình lại cho nó những cái meaning mới. Thì đó, thì nếu mà để sum up thì anh sẽ chọn từ progress. Vâng anh ơi, thì em có tò mò là thế thì trong cái quá trình này á, anh đã từng cảm thấy ngờ vực về bản thân mình chưa? Và đã có bao giờ anh nghĩ là mình không đủ giỏi để làm leader chưa ạ? Thực ra là có. Anh nghĩ là ai làm leader trong Isaac thì cũng có thôi. Thì cái việc mà anh nghĩ là cái trải nghiệm significant nhất của anh thì là lúc mà anh apply LCP. Thì thường là khi mà mình apply lên LCP thì sẽ at least sẽ có đôi đó 2-3 candidate chẳng hạn. Nhưng mà cái năm của anh thì sẽ thì hồi đó là chỉ có một mình anh thôi. Thì thường thì khi mà có 2 candidate đúng không? Thì at least là mình có một cái benchmark là người apply cùng mình đó. Nhưng mà khi mà mình chỉ có một mình thôi thì lúc này thì mình không có một cái benchmark nào cả, đúng không? Mà cái benchmark duy nhất là bản thân mình, mà hoặc là thậm chí là một cái benchmark nào pressure hơn là predecessor của mình. Thì anh nghĩ là cái lúc đó cái đỉnh điểm của cái câu hỏi ở đây đó là liệu là mình thật sự có worth it hay không, hay là mình chỉ là last option mà thôi. Thì anh nghĩ là cái từ đủ, cái từ enough nó rất là vô vàng. Anh còn nhớ một cái story mà anh đọc trên một cái blog mà anh khá thích, đó là Antidote. Tức là họ có mention ấy là tại sao con người không yêu được cái bản thân họ như là họ thích một cái bông hoa. Tức là mình không judge những bông hoa là nó không có đủ cánh hay là nó không đủ thơm. Nhưng mà với bản thân mình thì mình constantly mình judge bản thân mình là chưa đủ cái này, mình chưa đủ cái kia, mình luôn doubt về những cái của cái bản thân mình. Và khi mình judge cái distance giữa cái việc là hiện tại và cái người mà em muốn trở thành kiểu như vậy, thì thật ra là cái judgment, cái doubt nó sẽ gặm nhấm các em, nó sẽ làm các em rất là suffering. Vâng, vậy thì trong những khoảnh khắc anh ngờ vực hay là anh đánh giá bản thân mình thì anh đã tìm cách đối diện và vượt qua thế nào ạ? Cái point của anh là
hai point về chuyện là cái job này, cái góc nhìn của anh về cái job này, thì thật sự là nó, cái point đầu tiên là cái job nó không phải là cái tệ. Tại vì sao? Tại vì là đúng là nó khiến mình suffering thật, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái motivation, nó cũng là một cái push khiến cho mình cố gắng hơn, đúng không? Mình prove cái bản thân mình, cái capacity của mình với even với những người xung quanh hay với chính cái bản thân mình, thì nó cũng làm mình tốt lên, đúng không? Đó là những cái drive nó sẽ cần thiết trong trong đời mình. Và điểm thứ hai thì inherently thì mình sẽ liên tục trao, đúng không? Và cái việc là it's never gonna stop. Đến những cái người mà rất thành công hay là họ đi đến những gần đến cuối cuộc đời rồi, họ vẫn sẽ có những cái trao về bản thân mình hay có những cái judgment. Thì đó, thì bản thân anh bây giờ vẫn thấy trao, thì cứ đau thế thì đến bao giờ, nên là đổi góc nhìn đi thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và nếu mà để lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, thì là một cái nữa là hồi anh apply làm MCP và anh fail, nó là một cái strong indicator về chuyện là mình không đủ giỏi, đúng không? Mình not good enough for that context and for the organization at that time. Đó, nhưng mà hiện tại thì những cái failure, những cái doubt đó thì nó lại dẫn anh đến công việc bây giờ, đúng không? Và là một cái công việc mà anh thật sự thấy phù hợp với bản thân và anh thật sự là enjoy khi mà làm một công việc này. Vâng ạ, mình vừa nói về những cái khoảnh khắc mà anh cảm thấy ngờ vực về bản thân. Vậy thì về những khoảnh khắc mà anh nghĩ là mình đã thất bại khi là leader thì sao ạ? Và anh đã học được những điều gì từ những thất bại như thế ạ? Ôi, thất bại thì nhiều lắm. Có một câu chuyện nào mà anh nghĩ đó là một cái thất bại ạ? Anh nghĩ significant nhất thì là khi mà anh làm LCP và cái failure trong cái việc empowering and manage people. EB của anh có hai bạn đặc biệt particular trong cái này, đó là bạn Thái và bạn Khánh. Khi mà anh lên tâm thì anh rất là phát xích, anh rất là độc tài. Bản thân anh lúc đấy mình luôn believe là mình có những cái standard như thế này và people should follow the standard. Những cái kinh nghiệm của mình và những cái vision, cái dream của mình là người hiểu rõ nhất và mình đang ở một cái authority để mình make it happen, và mình sẽ chỉ có một năm thôi, và mình sẽ không tolerate được một cái space gì cho những cái failure. Nhưng mà hai bạn vừa rồi là hai cái bạn khá là outlier đó, rất là khác biệt so với những cái người mà anh đã từng lead. Với Thái thì trong cái thời gian đầu tiên lúc mà anh vừa mới lên term chẳng hạn, là cái thời gian mà đỉnh điểm là anh thấy là cái function này phải được làm như thế này và mọi thứ phải theo được những cái standard, những cái thứ mình muốn, và mình thậm chí mình không cần để tâm xem là thực sự là em ý muốn gì và em ý đang strive vì cái gì, và mình chỉ quan tâm là ô nó em ý khác mình quá và đây không phải là cái thứ mình muốn đó. Thì và lúc đấy là anh đã để Thái rời khỏi team ngay từ đầu tư đó. Và sang đến bạn thứ hai là Khánh thì thậm chí là bạn còn suffer hơn, tức là bạn đi cùng anh đến hết term, thì thật ra trong một cái thời gian làm việc cùng anh thì gần như anh apply một cái expectation rất là méo mó với bạn. Trước đây anh là VPTN trước khi làm LCP, và đó tức là Khánh basically là vừa là member của anh vừa là successor của anh. Thì hơn hết là anh còn hiểu rõ cái công việc của TM như thế nào, thì anh bắt đầu gọi là criticize và anh gọi là đập đi xây lại rất nhiều work của Khánh. Mà cái moment đó thì sau này khi mình lại thật sự là mình cũng hoàn toàn là mình không hiểu là cái context của năm nay nó khác năm trước như thế nào, hay là bản thân Khánh khác anh của ngày xưa như thế nào. Thì in the end thì anh nghĩ là Khánh vẫn đã phát triển được qua những cái trải nghiệm đó, nhưng mà nó cũng là một cái failure mà anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ quên trong cái toàn bộ cái leadership experience của mình, bởi vì nó dạy cho anh một cái bài học nó quá là quan trọng về chuyện là mình hiểu member của mình như thế nào và mình empower họ ra sao. Anh nghĩ là
basically là khi mà anh học được cái lesson đó thì cái journey, cái nửa sau của Isaac journey của anh nó cũng đâu đó nó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh let go những cái standard của mình, anh let go những cái expectation của mình và anh focus vào những cái gì mà anh có thể kiểm soát được và những cái value mà anh có thể provide cho các bạn. Thì đây là một cái struggle mà anh nghĩ anh sẽ nhớ nhất. Có một người từng nói với em là Isaac là một thế giới rộng lớn và leader ở Isaac thì là một vị trí khó khăn, nhưng thế giới bên ngoài Isaac thì rộng lớn, thử thách và khác biệt hơn thế rất nhiều. Vậy thì anh thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào từ ngày đầu anh là leader ở Isaac cho đến bây giờ khi mà anh đã giữ những vị trí lãnh đạo ở môi trường bên ngoài ạ? Nếu mà thay đổi thì anh nghĩ là anh có thể nói về ba cái mảng chính về công việc nhé. Đấy thì là về working style, về leading style và về kiểu personal. Cái thay đổi lớn nhất của anh sẽ là về kiểu delegations. Khi mà mình làm leader nhiều lần rồi, mình bắt đầu làm quen với cái chuyện delegation hơn. Mình biết là mình trao cho người khác những cái cơ hội để mà người khác cũng có những cái sự phát triển của họ, thay vì là cứ chỉ chăm chăm đến cuối cùng là ok, mình cuối cùng có đạt được output hay không. Khi mà mình bắt đầu delegation, mình bắt đầu phát triển những cái thành tố cũng khác. Ví dụ như để delegation được thì em phải planning, đúng không? Và khi mà mình planning rõ ràng hơn, mình bắt đầu mình sẽ phải develop những cái về quality control, đúng không? Và mình biết là làm sao để gọi là empower, mình giúp các bạn để đạt được những cái mà mentioned goal. Thì đi cùng đó nó phát triển rất nhiều về những working style như vậy. Cái leading style thì trước đây thì nó sẽ như cũng như câu chuyện vừa rồi thôi, nó rất là độc tài. I want this to happen and everyone should follow the standard. Nhưng mà bây giờ thì đúng kiểu member của anh thế nào cũng được. Tức là anh cũng không quá set nét đến từng cái quy trình của các bạn là các bạn phải làm những cái gì từng bước như thế nào. Mà in the end thì ok, đấy là bây giờ là một cái outcome chung, một cái target chung. Thì mình work với nhau như thế nào thì mình đạt được cái outcome đó là được. Anh hay nói với các bạn là anh sẽ làm tất cả những cái việc gì mà các bạn không muốn làm đó, để room cho các bạn là các bạn sẽ chỉ cần làm những cái mà các bạn thấy thật sự confident và thật sự thích làm thôi. Mảng thứ ba thì anh nghĩ là về personal, anh nghĩ là thay đổi khá là nhiều. Trước đây thì đúng là rất là extrovert, tức là anh gain được cái energy từ cái việc gọi là tiếp xúc với nhiều người, từ cái việc nói, rồi từ cái việc hoạt động kiểu như thế. Nhưng mà càng ngày khi mình càng move up và đỉnh điểm là khi mình lên làm SCP thì gần như là mình không có một cái roof ở trên đầu nữa, mình không có ai để protect mình, không có ai để motivate mình cả, đúng không? Mà bây giờ đến cái thời điểm mà mình phải give energy cho mọi người, mình phải empower mọi người. Bởi vì suốt 3 năm tháng qua là đã rất nhiều người motivate mình rồi, đã rất nhiều người phát triển mình rồi, đúng không? Và it's my turn now. Nó force anh ở một cái vị trí mà anh phải generate ra những cái authentic output hơn. Tức là anh generate ra năng lượng để anh có thể give cho các bạn, anh có thể assess, anh có evaluate, anh generate ra những cái output về công việc để có thể hỗ trợ các bạn VP trong cái lúc làm việc. Thì cái fundamental, cái sự thay đổi này nó thay đổi luôn trong cái việc mà cách cái cơ thể mình vận hành, cái cách mà mình tiếp nhận và mình sản sinh ra năng lượng như thế nào. Thì đó, bây giờ thì anh lại thấy mình gain năng lượng khi mình được dành thời gian một mình. Mình đọc, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu và mình tạo ra những cái giá trị hoặc là những cái tangible output đó. Thì anh nghĩ là đấy là những cái thay đổi lớn nhất của anh. Em cũng đã ở Isaac được hơn 2 năm rồi và đã giữ vị trí leader 2 lần rồi ấy. Thì đã có đôi lần em nghĩ đến việc xin nghỉ. Em nghĩ là mình không thể cố thêm được nữa, tại sao lead một team lại khó khăn đến như thế. Nhưng mà giờ đây khi mà đã rời Isaac, khi mà em nhìn lại thì đôi lúc em lại thấy tiếc. Em ước mình có thể quay lại thời gian để thay đổi và nỗ lực thêm một lần để khiến cái trải nghiệm leader của mình nó đáng giá hơn. Vậy thì nếu như được quay ngược lại thời gian thì anh ước mình có thể sửa hay là biết điều gì khi là một leader ạ? Thật ra là anh nghĩ đây cũng sẽ là một cái lời nhắn luôn cho
các bạn đang là leader hay là các bạn sẽ apply lên leader, vân vân, nghĩa là apply to all the leaders. Thì anh nghĩ là các bạn nên utilize cái role này nhiều hơn. Và bản thân anh nếu quay lại thì anh cũng sẽ utilize cái role này nhiều hơn. Bởi vì có hai điểm. Thứ nhất là bản thân các em khi mà đã lựa chọn ngồi ở cái vị trí này rồi thì các em cũng có những cái opportunity cost, đúng không? Có những bạn ở ngoài, các bạn bắt đầu đi làm, các bạn gain cái practical experience trong những cái công việc. Meanwhile thì các em vẫn đang ở đây, các em vẫn đang là volunteer không công, ví dụ như thế. Thì cái opportunity cost ở đây nó nên được các em chú ý hơn về chuyện là nếu mà các em đã lựa chọn ngồi ở đây rồi thì hãy make the most out of this position. Đây là cái đầu tiên. Và thực ra là cái thứ hai là role nào, kể cả team leader hay là VP hay là LCP, nó cũng cho các em một cái privilege để các em đi nói chuyện, các em gain những cái network, gain những cái knowledge mới để liên tục phải phát triển bản thân, đúng không? Thì hãy sử dụng cái role của mình trong cái thời điểm mà mình còn có để mình có thể phát triển nhiều hơn. Bởi vì EBN ấy, cái role này nó có cả selfless motivation và nó có cả selfish motivation. Và các em không full đến cái selfish motivation, tức là không, em không quan tâm là em được cái gì cho bản thân mình ấy, thì in the end nó sẽ trôi qua rất là nhanh và nó không để lại cho em được một cái gì nó significant. Rồi đến lúc đó thì em sẽ không được blame tổ chức là ok, bởi vì tổ chức không cho em cái này cái kia nên là em chả thấy mình phát triển được cái gì ở tổ chức. Isaac nó cũng chỉ là tập hợp của các em mà thôi, tức là Isaac sẽ không tồn tại nếu không có các em. Nên là nói là Isaac tệ, Isaac không có cho em được cái gì thì chính là các em tệ và các em không cho bản thân mình một cái gì đó. Thì anh nghĩ là cái đó là một cái point rất quan trọng mà anh muốn bring to your attention. Bởi vì nói một cách bản chất, nếu mà nhìn một cách nhìn khác nữa nhé, thì leadership của Isaac được phát triển như thế nào, đúng không? Mình còn inner and outer journey. Thì cái outer journey là cái mà chính là cái tổ chức cho các em, đúng không? Một cái challenging environment, một cái diverse stakeholder, một cái support system và một cái specify JD. Anh khá lâu rồi nên anh không nhớ chính xác cái wording, nhưng anh vẫn nhớ bốn cái thành tố đó. Và mình có inner journey, đúng không? Để mình go deeper into ourselves and reflect upon our experience. Thì cái chính là cái đó là một cái guidance để serve cho cái việc là phát triển của các em. Các em hãy tự hỏi mình là ok, cái environment này nó đã challenge chưa, stakeholder em tiếp xúc nó đã đủ diverse chưa, JD của em đã specific chưa, và em đã có một cái supporting system chưa. Và nếu mà chưa thì hãy đi tìm những cái đó. Và dĩ nhiên đấy là cái outer journey nhé. Còn cái inner journey đó chính là cái self work rồi. Tức là basically là một nửa công việc đó là của các em. Nên là thật ra khi mà bản thân anh ra ngoài rồi, những cái experience bản thân working các thứ trong Isaac nó cũng không apply quá nhiều đâu. Cái đọc lại và thật ra cái giúp em sau này thì nó chính là những cái stories, những cái trải nghiệm của em đã push cái bản thân mình đến cái limit hay chưa, và em đã make the most out of cái role này hay chưa. Thì người ta sẽ dựa vào những cái đó để đánh giá các em. Thì personal experience của anh là như vậy. Thì anh nghĩ là nếu quay lại hay là bây giờ để nhắn nhủ các em cái gì đó thì anh nghĩ là anh sẽ nói cái này. Vâng ạ, là leader thì quả thực chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn ở trong một quá trình tiếp diễn nơi những hành trình của khó khăn, ngờ vực hay thất bại đó sẽ thúc đẩy chúng ta học hỏi và phát triển mỗi ngày. Em cảm ơn anh Cường vì đã dành thời gian chia sẻ với em ngày hôm nay. Thì mình mong rằng với cái buổi chia sẻ này thì mọi người có thể tìm được động lực và sức mạnh để tiếp tục tin tưởng vào con đường mình đang đi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã mời về ngày hôm nay.